Xin chào, các anh đã quay trở lại với kênh YouTube của Ambe. Hôm nay xin giới thiệu tới anh một chiếc bật lửa đến từ thương hiệu của Onex anh nhé. Có thể nói đây là một chiếc bật lửa khò một tia cũng rất là mạnh mẽ luôn, và hơn nữa thì nó có tính thời trang rất là cao đó. Mình các anh hay là các chị hay là bất cứ ai cũng có thể sử dụng được với chiếc bật lửa khò này các anh nhé. Và hơn nữa thì nó có rất là nhiều tính năng. Thì ngay đầu tiên thì nhìn về thiết kế bên ngoài của chiếc hộp này các anh ạ, đó thì bao gồm có hướng dẫn sử dụng này, các anh có thể là khò kính này, đốt trầm này, hay là khò nến, hay là khò trà sữa, khò cà phê các anh nhé. Thật sự rất là đẹp luôn. Và chiếc bật lửa khò này thì có mã hàng là BCZ753 các anh nhé. Mã hàng thì em có để bên trên góc trái của màn hình. Thì khi các anh đặt hàng thì mình vui lòng đọc đủ các sản phẩm giúp em các anh nhé. Đây là một chiếc bật lửa khò một tia rất là mạnh mẽ, và đặc biệt hơn thì nó có kiểu dáng cực kỳ thời trang các anh ạ. Chiếc bật lửa khò BCZ753 này, đó thì các anh có thể nhìn thấy này. Về chất liệu của nó thì được làm bằng nhựa, nên là khi mà anh cầm trên tay nó không hề nặng một chút nào các anh nhé, rất là nhẹ nhàng luôn. Đó, các anh có thể quan sát kỹ hơn này. Chất liệu cũng như là về ngoài họa tiết của nó làm theo kiểu là nhám, rất là xịn luôn. Và hơn nữa là giúp cho các anh khi mà mình cầm lên cũng không lo là bị bắn vân tay. Tên thương hiệu Onex rất là nổi đây. Đó, rất là đẹp luôn. Về chiếc bật lửa khò này thì nó được thiết kế theo kiểu dáng giống như là một cái có thể nói là giống như một cái gậy của mình thôi. Đó, rất là nhỏ gọn luôn các anh ạ. Về chiếc bật lửa này thì có nhiều tính năng khác, đó chính là về phần quan sát ga này. Đây chính là cái phần quan sát dung lượng ga khi nào hết canh nhá. Đó, hiện tại thì nó vẫn còn nhiều ga đó. Và hơn nữa thì là còn có là một dòng bật lửa khò một tia rất là mạnh mẽ luôn đó. Với chiếc bật lửa khò này, với chiếc bật lửa khò BCZ753 này thì bên shop Ambe có nhiều màu sắc khác nhau canh nhá. Thì có màu vàng đồng, màu đen, màu đỏ và màu bạc, cũng như là màu nâu các anh nhé. Nếu như mà các anh là mình có thể là muốn quan sát kỹ hơn về màu sắc của chiếc bật lửa BCZ703 này, thì các anh có thể là mình vào trong web ambe.vn và gõ vô tìm kiếm là BCZ703 để có thể là tìm hiểu thêm về thông tin của chiếc bật lửa này, cũng như là xem thêm được nhiều hình ảnh khác nhau về màu sắc của chiếc bật lửa này các anh nhé. Rất là đẹp luôn các anh ạ. Về kích thước của nó, về chiều dài của nó thì rơi vào khoảng là 15 cm các anh ạ. Rơi vào khoảng 15 cm thôi, nó cũng không chiếm quá nhiều diện tích. Và hơn nữa thì nó có tính thời trang rất là cao, cũng như là rất là đẹp luôn các anh ạ. Đó, cực kỳ là thích hợp để làm quà tặng, hay là mình làm những cái việc khác như là khò nến thì cũng rất là tiện lợi các anh nhé. Rất là đẹp luôn. Về cách sử dụng thì vô cùng đơn giản các anh ạ. Thì đây chính là cái phần mà bật lửa khò một tia. Ngoài ra thì các anh có thể quan sát này, cái phần lớp bên trong này, cái vòng trời bên trong này, đó chính là cái phần lớp cách nhiệt cho các anh, giúp cho khi mà các anh mình có muốn khỏi lâu thì cũng không lo là bị nóng tay các anh nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Thì mình chỉ việc là nhấn cái phần này lên các anh nhé, mình đẩy lên, ngọn lửa nó sẽ tự lên. Đó, rất là mạnh đúng không ạ? Ngọn lửa có thể nói rằng là nó sẽ dài đến tận đây luôn các anh ạ. Khi nào nếu như mà các anh mình hút xì gà thì cực kỳ là thích hợp đúng không anh? Rất là đẹp luôn. Và dưới đáy của chiếc bật lửa thì là cái núm điều chỉnh ga to nhỏ. Đó, các anh có thể cậy lên và mình tự điều chỉnh canh nhé. Mình xoáy về dấu cộng thì là ngọn lửa to lên, còn xoáy về dấu trừ thì ngọn lửa nhỏ đi. Đó, và ngọn lửa nhỏ đi rất là nhiều đúng không ạ? Nói chung là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các anh. Nếu như mà các anh mình muốn to hay nhỏ, mình có thể tự điều chỉnh canh nhé. Và tại đây thì cũng là cổng bơm ga cho các anh. Cổng bơm ga thì rất là dễ dàng thôi. Và bơm ga thì nếu như mà cái này mình chưa biết cách thì có thể là vào kênh YouTube của bên em và gõ vào tìm kiếm là cách bơm ga cho bật lửa khò Ambe canh nhé. Hiện tại bên shop em đã có làm video rất là nhiều về cách bơm ga cho bật lửa rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Có này, tóm lại thì về chiếc bật lửa khò này thì nó không có nắp bên trên, nhưng mà thực sự là nó rất là đẹp, và cũng như là một chiếc bật lửa nó theo kiểu dạng rất là độc lạ đúng không ạ? Hiện tại thì chưa có một chiếc bật lửa khò nào nó theo kiểu dáng là như thế này. Đó, rất là đẹp luôn. Và đây cũng là một chiếc bật lửa dòng mới các anh nhé. Nếu như mà các anh là mình có câu hỏi gì đặt thêm về chiếc bật lửa khò BCZ753 này thì các anh hãy để lại câu hỏi trực tiếp cũng như để lại ý kiến của bản thân mình dưới phần bình luận của video này các anh nhé. Còn đối với những anh nào mình kết sản phẩm này, mình muốn đặt hàng ngay thì cách nhanh nhất cũng là cách tiết kiệm thời gian nhất cho các anh, đó chính là các anh hãy gọi điện thoại trực tiếp từ các số đang hiển thị trên màn hình các anh nhé. Đó cũng là cách để bảo mật thông tin nhất cho các anh. Và xin cảm ơn các anh đã dành thời gian ra để theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh trong những video lần sau.